dán vào rồi nha cả nhà. Kèo đó, kèo tổng hợp đó, cô chú anh chị ơi, dán vô đó là chuyện gì? Kèo viên họ đang AB á, kèo AB đáp ảnh thử cái dán vô một cái là nó cứng kèo hơn là đá nữa. Khi cô lại là rất là cứng nha cô chú anh chị. Thì bây giờ thì kèo AB đang quét thêm nè. Qua đây. Ồ, anh đang công đoạn là lấy keo ra nha cả nhà. Nó lật lên thử coi. Nó dày keo lên là nó ép vô là vừa luôn. Đây cái đồ vô con nhỏ nó keo ra. Cái xô sách vô bỏ. Tổng sơ bộ chiều nhắc ra khác. Cái hàng kia vẫn còn che hả chị? Gì vậy? Cái hàng kia vẫn còn che. Biết sao? Dạ, chị. Qua nói rồi. Tiên vô trải cậu về đó, dán keo AB để chuẩn bị là đưa cái tấm hình bộ cậu lên đây nha cả nhà. Rồi chứ màu đỏ đó, còn cái tấm hình màu xanh thì sẽ ra mặt sau. Đâu, cái này mày muốn cầm có cái một cái chai sủi muốn đấy là bàn. Rồi, cái này lên nha cả nhà. Tại vì cái công đoạn này là cái công đoạn quan trọng nhất. Thành ra là phải lựa một cái người thợ giỏi nhất vô dán mới được nha quý vị. Wow. Không dán hình là cái công quan trọng nhất. Vừa y luôn. Lấy keo dán mỏ hơn trần lạc. Lấy keo dán mỏ hơn. Lấy keo dán mỏ hơn. Đẹp quá. Có được người khen. Nhiều người khen hơn trần á. Rất là khéo. Thiệt cho vui mà. Tấm hình đã ốp trần rồi cả nhà. Ấn vào ngay cái bia đá này. Ô cậu cái gì đẹp quá. Cái hình rất là đẹp. Đúng không? Được biết anh thợ này là anh thợ giỏi nhất ở Nghĩa Trang Hoa Viên này nha quý vị. Là để mà vô đây để mà dán hình cậu. Bởi vì á, là hình của cậu á, là phải lựa người giỏi nhất dán. Ồ, vậy anh là người giỏi nhất của Hoa Viên này hả anh? Cái gì anh hợp tuổi rồi nữa hả? Chào mấy anh thiệt. Quá hiểu biết luôn. Ôi, quá tuyệt vời luôn rồi cô chú ơi. Sát vô cho mọi người xem. Quá đẹp luôn rồi cô chú ơi. Cậu năm mãi đỉnh. Quá đẹp luôn cô chú ơi. Mãi đỉnh thiệt. Còn cái lau đã hoàn thành mặt trước rồi cô chú sau ơi. Xong rồi mấy ông ơi. Bây giờ còn mặt sau nữa nha. Quá, wow, mặt sau cũng xong luôn rồi. Quá đẹp. Mặt sau đây. Đúng 11 giờ nhà 30 giờ nha cô chú chị. 11 giờ 28 anh. Hoàn thành. 11 giờ 28 hoàn thành. Ủa, cậu năm vũ lên. Ô, chúc mừng cậu có nhà mới cậu ơi. Anh nào anh Hoa Viên này kêu thì chú hành lang phải không? Chú hành ơi, xong rồi hoàng hay là giờ anh lại ở phía trước để làm giờ con chú lao đi kêu lấy cái xô nhé. Bây giờ em đem đúng rồi đi cái giải trước á. Wow, đó là đẹp nha. Rất là vui nha cô chú anh chị ơi. Bây giờ là mấy anh bây giờ đang lau dọn nha cả nhà.
Vậy là chiều nay có lại đây nữa không anh? Dạ. Qua dạ. Anh. Dạ. Bây giờ tới cái anh sắp chữ lại kìa. Biết gì đâu Hoa Lê ơi, khổ hơn Trần lắm. Trần còn nuôi con nuôi vợ á, vợ chưa có nuôi con. Nuôi con nuôi vợ là vậy. Cái bàn tay mà nghệ của mấy anh đó mài đá. Đúng là bây giờ đang dán keo là được rồi đó nha. Này phải keo nè. À, sau khi mà tấm hình trước xong thì mấy anh sẽ đi tiến hành làm cái hình phía sau luôn. Ta dán rồi. À, phía sau sao dán rồi rồi mày. Không có cập nhật thì một lát nữa em sẽ qua quay cho anh chị nha. Không chừng quay lóc nữa. Thì đó. Dọn dẹp hết phía trước cho mọi người xem. Hương Trần chào 1.000 người đang xem livestream trực tiếp của kênh Hương Trần Vlog nha. Chưa ăn cơm luôn á, cố gắng làm là cho xong bộ cậu á. Ăn nghe bữa nay nó là của mình nhí nè cả nhà. Đây là nhí là bây giờ thì mấy anh đang dọn nha cả nhà, dọn đây cho mẫu của đậu xanh. Mấy lùn vàng mấy căn nhà mấy này cũng để cho bà làm. Này giờ những lúc trả ơn. Không anh. Đúng. Đây là ý kiến của anh. Đó, thấy mộ của cậu giờ cũng có hình là thấy cũng mừng rồi đó. Chứ bữa giờ mộ mà không có hình. Đây chú Tiểu. Quá bông đèn bò tới kìa cả nhà ơi. Bò tới rồi. Bò quá trời rồi cả nhà ơi. Bò nướng lại ngu mấy ông này thiệt. Ồ bò bồ câu quá chừng luôn cô chú anh chị ơi. Quá trời bò luôn rồi cả nhà ơi. Hôi mùi bò quá. Bùi Hải ơi sao mà bò thôi nó nghe hôi mùi bò là sao? Bò lẽ hôi mùi trâu à. Một đàn bò luôn rồi. Rồi cái video của Hiện Tiên kết thúc nha cả nhà. Cả nhà nhớ đăng ký kênh cũng như like để Tiên ra những cái video mới nha. Chúc cả nhà có một ngày tốt lành nha.